Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online AST truyền thông tổng hợp thuốc và sức khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. 7 tác hại khi ăn nhiều mướp đắng mà bạn cần lưu ý. Không chỉ là một trong những món ăn được nhiều người ưa thích, mướp đắng còn có công dụng như một vị thuốc chữa ho, tiểu đường, viêm họng. Tuy nhiên bên cạnh đó, có những trường hợp cũng không nên sử dụng mướp đắng. Những tác hại khi ăn quá nhiều mướp đắng. 1. Gây tăng máu. Trong hạt mướp đắng chứa một hoạt chất là vi sinh có khả năng tạo ra nhiều men oxy hóa khử trên màng tế bào. Khi chất này được sinh ra quá nhiều trên màng tế bào máu, nhất là tế bào hồng cầu, sẽ gây hư hại, thậm chí thủng màng tế bào, gây ra hiện tượng nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Điều này gián tiếp làm tăng máu. 2. Làm tăng men gan. Các enzyme gan tăng cao do ăn nhiều mướp đắng. Ăn quá nhiều mướp đắng sẽ khiến các enzyme gan tăng cao, làm thay đổi hình dáng của tế bào gan. Nếu bạn ăn phải mướp đắng được trồng tại những vùng bị nhiễm kim loại nặng thì có thể sẽ bị ngộ độc, gây tổn hại cho gan. 3. Giảm khả năng sinh sản. Dùng mướp đắng nhiều và liên tục thì có thể làm tổn thương tinh hoàn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Tinh hoàn ít protein dưỡng chất hơn, ít tinh trùng hơn, giảm axit nhân ARN hơn. Do vậy mà với những người đang điều trị vô sinh không nên dùng mướp đắng. Nghiên cứu trên chuột cho thấy các hoạt chất trong mướp đắng có khả năng làm hư thai và chống sinh sản ở chuột đực. Kinh nghiệm dân gian cho rằng phụ nữ đang muốn sinh con hoặc mới mang thai không nên ăn nhiều mướp đắng. 4. Ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt bên trong trái mướp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ ăn nhiều những món được chế biến từ mướp đắng. 5. Hạ đường huyết đột ngột. Mướp đắng chứa p-insulin, mang lại hiệu quả hạ đường huyết tương tự insulin. Nhưng cũng chính vì điều này mà khi dùng quá nhiều, mướp đắng có thể gây ra tụt đường huyết đột ngột, chóng mặt, nhức đầu, vã mồ hôi, hốt hoảng, có thể bị choáng và ngất. 6. Không thích hợp cho những người bị bệnh về gan và thận. Người bị bệnh về gan và thận cần tránh ăn mướp đắng vì chúng rất khó tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6BG, loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu, cũng nên tránh xa loại rau có vị đắng này. 7. Không tốt cho người mắc bệnh tiêu hóa. Mướp đắng có tác dụng tăng tiết men tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa tốt hơn, nhưng nếu những người mắc bệnh đường tiêu hóa, hệ tiêu hóa yếu, thì các hoạt chất trong mướp đắng kết hợp vào sẽ tạo nên sự quá đà và gây nên hiện tượng tiêu chảy, lị, gây ra các bệnh ở dạ dày. Lưu ý khi ăn mướp đắng, không ăn hay uống nước ép mướp đắng khi đói bụng. Thời điểm tốt nhất để bổ sung mướp đắng là trong hoặc sau bữa ăn. Không nên ăn quá 2 quả mướp đắng trong một ngày và quá 4 lần trên một tuần. Ăn nhiều mướp đắng có thể gây tiêu chảy và một số vấn đề khác về dạ dày. Cảm ơn các bạn đã xem trên kênh video AST truyền thông tổng hợp. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những video sau.